Dạ con xin phép chào cô. Chào mấy con luôn. Chào con gái nha. Dạ, Dạ. Cô có thể giới thiệu cô tên là gì? Hả? Cô có thể giới thiệu cho con cũng như cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là cô tên là gì? Đinh Thị Cô Phấn là nhà ở đâu đây? Phấn. Ở ở Châu Đốc. Dạ, An Giang ha. An Giang. Hôm nay cô về đây cùng với ai đây? Ở bên Biên Hòa. Ý là hôm nay cô đi về đây Bây cùng giờ với... đi về đây nó theo mấy đứa này nó làm ăn, làm hồ. Rồi bây giờ nó điện về nhỏ mất tích rồi đi qua đây kiếm, nhờ cộng đồng mạng kiếm giùm. Dạ. Nó cũng Bé nhờ này vậy là cháu ngoại hay cháu nội đó. Cháu đây? nội đó, con nó đó. Là con của em trai cô đang cầm hình đấy hả? Dạ. Nhưng cũng nhờ mấy chú mấy cháu đồ lên đồng mạng kiếm giùm cha nó về, nó nuôi nó chứ già cả đâu có làm gì nuôi nó. Bây giờ mong con về Dạ. đi. Về Con nó sống với nó nuôi con, nó sống cho tôi, giờ già đâu có làm gì cho nó sống được. Bây giờ cần mấy con mấy chú lên đồng mạng kiếm giùm con đó. trai cô họ tên đầy đủ là gì? Nguyễn Nhật Chánh, Em nó nhiêu tuổi rồi cô? nó tuổi 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 nó 34 Tuổi ngọ hả? đúng rồi. 90 đúng không ạ? Em nó là có gia đình lâu chưa? Lâu lắm rồi, lúc mà nó gặp nhau nó ở lâu rồi, mẹ vợ nó giờ không biết đâu hết trơn, bỏ đi lâu rồi tôi nuôi nó Trời đất ơi! không đi đâu hết trơn, giờ bỏ nuôi nhỏ tới bập bẹ tới giờ Vậy là bây giờ mình không biết con dâu ở đâu hả? không biết nó đâu. Tội nghiệp bé gái quá vậy. Mùi coi đó, Trời ơi, tội giờ già quá. cả đâu có làm gì nuôi nó được. Chú cho mấy cái kẹo này. Con không ăn chú, Tội nợ kiếm vậy. cha hoài khóc. Ngoan quá. Sao tội quá vậy con? Nó mà nào kiếm cha con chỉ cho con. Con trai của cô là vì sao bỏ đi đây? Nó đi bằng công trình người ta, Mần ở đâu? nó mặn ở đâu, mặn đi với con dâu tôi, nó đi mặn ở đâu đó không biết. Mà nhỏ này làm công ty, nó đi làm hồ, rồi bây giờ nó đi cái mất tích luôn, tới bữa nay luôn nó điện tôi không biết cái gì hết. Tôi Mất tích không, lâu chưa cô? bữa nay nó đâu như 11 ngày giờ 12 ngày rồi. Tình của con trai nhà mình như thế nào? Nó hiền khô à, Ngoan nó không? ngoan, nó có gì con gái chứ, Có nhậu nhẹt không? có nhậu thì có. Có chơi bời gì không? Không có bậy bạ gì hết á, chỉ là mà người cái gì cứ bậy được nhậu thôi. Vậy là cháu nội là ở với cô hả? Trong tôi với cô Còn ba nó là đi làm chỗ khác hả? đi làm gì á, Ba có hay về thăm con không? Hay về thăm bé không? ba nói với nó kỵ, lỡ tới là ba chạy Kỹ cái gì? Bé nó còn nhỏ mà kỹ cái gì? Kỹ nhỏ tuổi hả? kỵ Tào lao gì ạ? cha nó thương, mùi nó thương thị. Vô lý, cái đó con không quan tâm. Mà nó lấy nó thì nó nhỏ này nó lì quá nó ghét. Nhá gì, con bé nó mới nhỏ xíu mà bé nó nhiêu tuổi rồi? Bé nó được mấy tuổi Đâu rồi? đâu tám chín tuổi gì đó tuổi Chín thỉ đó, 9 tuổi mà kỵ cái gì? Nó có lâu nít lâu mà. rồi lâu rồi nó đi cũng đỡ tiền cha hoài làm giặt giặt vậy đó, Vậy là chỉ có gửi tiền về thôi, còn không có về thăm con hay là như thế nào hết. không có gì thăm Trời con. đất ơi, tội nghiệp con bé dữ à. Ừ, con cha mẹ luôn bây Ngày giờ xưa là khi mà con của cô lấy vợ là có làm đám cưới không? không, hai đứa nó cặp nhau ở đó Có về nhà cô ở ngày nào không? có. Để nở nó có bầu như này nó sanh ra nó bỏ luôn đó, Sanh xong rồi đi theo trai luôn hả? nó chắc theo trai rồi. Phải không? Thì nó đăng lên cái điện thoại đó, cặp với thằng nào không biết. Trước giờ có về thăm bé này không? Không không có thăm, tới giờ nó không có thăm tin tức hay đó. Bé nhà mình có được đi học không cháu nội á? Có được đi học đâu, đâu có tiền đâu đi học, Ôi trời ơi! khổ vậy đó. Trời ơi, nó sao mà nó thiệt thòi đủ điều vậy? Đủ điều ở ngay vậy. Con trai cô có gia đình mới chưa? Không tới giờ luôn đó, giờ đi tới giờ luôn á, Vậy là từ ngày vợ đi cho tới giờ tới giờ là luôn chỉ ăn với đi làm hộ. nằm ngồi lọc bạch bạch Cứ đi khắp nơi tứ xứ vậy hả? gì đó. Không có về thăm con, thăm cái gì hết trơn. Có lên Zalo với con, Chán hả? lên Zalo với cha ở ngoài bạn tôi khác rồi đó. Thường thường là cô và con trai của cô liên lạc là bằng điện thoại hả? Nó có điện thoại, điện thoại con dâu nè, Con dâu là con dâu hồi sao? nãy Vậy là con trai nhà mình gọi cái người con dâu của cô bằng chị bằng em. chị Chị dâu hả? bây giờ gọi nó không nghe máy, Vậy là con trai nhà mình đi làm cùng với chị dâu hả? đi với nhau mà nhưng mà bằng công ty trên gì đó, bây giờ không có bằng đó, rồi qua đây mà công ty nó lấy không, mà công ty nó không có chịu mà rồi thôi đi lên trên gì mần hồn đi sướng hơn đó, mới đi mần hồn mấy đứa này đi mà công ty
Là từ bữa tới giờ là không gọi được luôn. Không, mấy ngày nay, 7 tháng ngày nay là không gọi được. Cô đang sợ nhất điều gì đây? Cô sợ cái gì? Không ai sợ mà điều á, bây giờ con mất con rồi, bây giờ trong trí tâm không có còn nghĩ gì, Ý cơm nước là không ăn. cô đang lo sợ con trai cô gặp điều gì đây? Dạ, tôi sợ gì đâu. Sợ cái gì? Tôi sợ tao một tao bắt bán, hai nữa là cái gì đây, cũng không biết được. Ông xã cô còn không? Chết lâu. Trời đất ơi, vậy lại có hai bà cháu vậy hả? Giờ cô làm gì để mà giờ kiếm tiền nuôi cháu đây? Giữ cháu đi lượm cho trai. Lỡ Châu Đốc An Giang hả? Cái gì mà ở đây, con tôi mà ở đây. Trời ơi, cô được đông con không? Bốn đứa. Cái em bỏ đi này là con thua mấy đây? Thứ tư. Kế út hả cô? Cái út. Giờ cái nước cái út cũng khổ, mắc nợ mắc nặng cũng có giờ. Mẹ con neo đơn đó mẹ. Giờ mong con về để cháu nuôi con Cô đó. nói chuyện với con trai của cô đi. Con trai của cô đang xem video đấy. Cô Chết nói rồi. nhắn gửi đi. Chết rồi. Chánh ơi, con có theo cái tấm video này á, đồng mạng giờ nó giờ có cái đồng mạng này cộng lên giờ kiếm cộng cứu con á, giờ con chăm đồng mạng này lên á, mẹ mong nhớ con nghe chứ, con gì cũng nhớ con của con về nuôi con nha, chứ giờ mẹ không bắt nào để nuôi con đâu, xem cái video này á, Chú chào con con về nuôi gái nè. Con gái tên gì? Con gái, con Nguyễn Thị Nguyên. con nói với chú này, nói chuyện với chú nha. Giờ Con mong gái cha, tên gì? giờ mong cha về nuôi con, Con có nói nhớ chưa, cha không? nói chú nghe. Tội bé hả? Thế thương bé quá. Bé Giờ 8 tuổi hả cô? 9 tuổi rồi, 9 tuổi mà không được đi học lớp nào luôn. Để bé 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 hay là đi bán vé số với cô hả? không có mấy số mà ở nhà giữ mấy đứa cháu ngoại á, Ôi trời đất ơi, 9 tuổi ở nhà giữ em nữa. không tôi với em nó bên nhà đâu có tiền nó đi học. Đau lòng quá. Bé nó nhát, nó khờ, nhìn nó tội nghiệp gì đâu á. Không có mẹ, bây giờ ba lại bỏ mặc vậy nữa. Giật chết hoài mà không tưởng chết queo không Trời ơi, con ơi, con gái ơi. giật. Dạ. Con gái. Dạ con. Nhớ cha. Nhớ cha thì bé không nhớ cha đâu. Cha nó có quan tâm đâu nhớ. Thì nhớ cha điện kêu nội điện cha bây giờ đã khám khóc. Hôm khóc. Khóc gì, cha nó có để ý tới đâu mà. Tội nghiệp ghê luôn. Có đứa con gái một mà không cho đi học, bỏ mặc vậy tội. Hy vọng rằng là em trai xem được video này thấy mẹ của em cũng như đặc biệt con gái của em về đây nhờ các anh đội hiệp sĩ người Thanh Hải đi tìm em, thì mong rằng em ở đâu đó xem được video này sớm quay trở về để đoàn tụ với lại gia đình, đặc biệt về để mà chăm con của em. Bởi vì tới giờ phút này con của em là một đứa trẻ, nó thiệt thòi rất nhiều, các anh rất là thương. Thứ nhất, tuổi đời của nó mới 9 tuổi mà nó lại mồ côi mẹ, mà nó còn cha nhưng mà tiếc rằng lại thiếu luôn cái tình cảm của người cha. Cô ạ, à, con phải nói một cái điều cô buồn cũng con cũng cũng chẳng biết làm sao nữa, nhưng mà có cha là cũng như không đấy cô ạ. À, đúng không cô? Không, cô không buồn thì tại con bỏ không được. Nên mong rằng em xem được video này hãy sớm quay trở về với gia đình để gia đình yên tâm đỡ lo lắng hơn nha em trai. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy em trai như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm kiếm được cái thông tin của em trai này cũng như là giúp em trai này sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Thì hôm nay cô cùng với lại cháu nội về đây nhờ các con đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội Dạ. để tìm con trai. Cô có đồng ý cho tất cả các anh Rồi, em cảm ơn hết trơn toàn bộ luôn. đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội Dạ, không? chờ mong mấy chú đồng mạng rồi cứu con tôi dùm. Dạ. Cũng Con rất cảm ơn mấy chú, mấy cô, mấy chú rồi mấy em rồi. cuối video con không biết nói gì hơn thì chúc cho cô cũng như gia đình nhiều sức khỏe và cái điều đặc Dạ. biệt là con trai cô sớm quay trở về một ngày gần nhất cô nhá. Dạ. Dạ em xin phép chào anh. Anh có thể giới thiệu cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là anh tên là gì? Mình tên là Lý Thành Khải, Anh Khải là quê quán ở đâu đây? quê Đồng Nai anh. Dạ. Hôm nay anh về Bình Dương nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp anh chuyện gì đấy? Cũng như là mình có đứa con gái sinh năm 2006 thì cứ nó bỏ nhà trốn đi, hôm nay đó là 10 tuổi không có tin tức. 2006 là 18 tuổi Dạ rồi. đúng rồi, 18 tuổi, Là bỏ nhà đi 10 ngày rồi anh. 10 ngày, Vậy là ngày mùng 10 tháng 9. 11 tháng 9. Vậy là được 9 ngày rồi, hôm nay 20. Tại nó đi khuya lúc 1 giờ mấy tối Dạ. Con gái nhà mình đi là mang theo những thứ gì đi? nói chung mình biết thì cũng như bằng cái quần đùi rồi áo đen, áo khoác đen
Rồi chân thì có cũng đôi dép thì quải cái cặp, chắc không có cái laptop với mớ quần áo gì thôi. Đi lúc 1 giờ sáng à? 1:24 sáng. Trời đất ơi, anh được mấy người con đây? Em thì hai hai con, Bé bé này đó là con thứ là mấy? bé lớn. Chị cả trong gia đình. Đúng rồi. Trước đó gia đình nhà mình có la dạy gì em nó không? Không, không có la rầy vậy đó, bình thường. Nói chung con cái trong nhà là nhiều khi nói hơi lớn tiếng thì thôi chứ không có la. Gia đình nhà mình có chuyện gì xảy ra trong cái khoảng thời gian đó Cũng không có chuyện gì xảy ra luôn. không? Anh chị là làm công việc gì? Ở nhà là buôn bán. Kinh doanh đúng không Dạ. ạ? Còn con gái nhà mình? Thì bé nó mới học xong á, thì lớp 12. Thì bây giờ con mắt bé nó hơi yếu á, thì không cho học nữa. Là cũng ở nhà là kêu buôn bán phụ ba mẹ thôi. Cụ thể là mình kinh doanh gì anh trai? Thì mẹ thì bán bún riêu trước cửa nhà đó, còn em thì bán đồ điện, điện nước gia dụng mình đó. Dạ. Ừ. Còn bé thì phụ mẹ hả? Đúng rồi, là phụ ba luôn, nhiều khi ba đi đâu thì À. cứ giao cho bé vậy đó, Ừ. bé nó coi. Bé nó làm việc đó được lâu chưa? Thì cũng lâu rồi, em ở 3 năm mấy đây thì cũng như là hơi bé lãnh ở nhà, có chuyện gì thì giao bé nó coi, cái nào không biết thì gọi Trong cái em. thời gian mà gần cái ngày bỏ đi, bé có than phiền gì không? Có chán cái công việc và muốn đi làm công việc khác nhiều tiền hơn không anh? Thì nói chung nghe mấy bạn bè bút nó cũng ý định nó cũng muốn đi làm, nói vậy thôi, Muốn tự lập nhưng đúng không? mà ở nhà thì đâu có thấy nó buồn phiền hay gì, nó cũng bình thường. Nếu mà gia đình nhà mình mà kinh doanh như vậy thì em chắc chắn một điều rằng là kinh tế rất là ổn, không để cho con cái thiếu thốn thứ gì. Đúng rồi, thì bé nó không có thiếu thiếu gì. Bé có hay lên mạng chơi điện thoại các trang mạng xã hội không anh? Nói chung mạng xã hội thì mình cũng không nắm nữa, nhưng mà bạn bè cứ nhắn tin qua lời thì bé nó thấy nhắn bình thường, Bé có hay đi chơi không? ít lắm. Nhiều khi đi có bạn bè hay lễ lộc gì chủ nhật á, có sinh thì thí dụ sinh thì mình cho đi khung giờ nào giờ là bé về, gọi điện thoại rồi phải nghe chỉnh tề đàng hoàng chứ không phải Vậy là chơi rất mấy nữa. ngoan đúng không ạ? Ngoan, Rất bé lễ ngoan. phép nghe lời bố mẹ. Đúng Nhưng có rồi. thể trong cái thời gian vừa qua bé chơi các trang mạng xã hội có thể là bị bạn bè lôi kéo rủ rê nên gia đình không biết. Bởi vì hiện tại là con nhà mình 18 tuổi rồi, cái đó là cái quyền riêng tư của con. Đôi khi cha mẹ là ít xen vào, chẳng hạn như điện thoại hỏi han về vấn đề quen ai như thế nào đúng Đúng không rồi, tại bé giờ cũng cho nghỉ học rồi, thì thí dụ con cũng mài 18 thì ạ? mình cũng phải dễ dãi tí xíu, bạn bè nó cũng tới nhà thì nó ngồi đó nó chơi hay nó nói chuyện thì mình Dạ. cũng cho phép thôi, mình đâu có la rầy gì đâu. Vậy là con anh đi có để lại thư từ gì không anh? Nói chung là đi không có để cái thư từ gì đó hết, nhưng mà có nhắn tin, Nhắn sao? cũng nó nói là cũng như là con đi làm xa, ba mẹ mà đọc được tin nhắn này á thì con nó lên xe đi làm xa rồi, Trời đất ơi. cỡ 3 năm con về kiếm tiền gửi về cho ba mẹ, mà mình nhìn chữ thì chắc không phải chữ con mình nhắn Con đi làm xa, đâu. khi ba mẹ đọc được tin nhắn này con đi rất xa rồi. Ừ. 3 năm là con thành công con về. Thì nó nói đi cỡ 3 năm. Khi đọc được cái trạng thái cái dòng tin nhắn như vậy lúc đó bản thân anh đứng hình không? Trời ơi, đứng hình cho anh. Hỏa đúng không? Tá quá. Sự việc này anh đã trình báo cơ quan chức năng công an ở Đồng Nai chưa? Có rồi. Vậy là 10 ngày trời nay là mình không có tin tức gì hả anh? Thì gọi điện rồi thì nó chặn hết rồi. Biết là mình gọi nó có thể báo cuộc gọi nhỡ cho nó đó. Còn tin nhắn thì mình nhắn tin cũng biết nó nhận luôn, nhưng mà nó không trả lời. Bởi vì điện thoại tới giờ phút này của con gái anh đâu được xài nữa đâu. Và thậm chí có thể là những cái tin nhắn đó là có người đứng đằng sau kêu con gái anh nhắn về. Tại vì con gái mình nó đi, ví dụ như nó đi bữa thứ ba, thì bữa cỡ mà chiều thứ bảy nó có nhắn tin mấy đứa nhỏ nhỏ, cũng như nhỏ hơn nó, nhỏ hơn vài 3 tuổi á, nó đòi nợ đó. Thì đòi nợ đâu có nhiều, cũng ít, mà đòi nợ cỡ mấy chục hàng trăm thôi à, nó vẫn có đòi, nó nhắn tin người ta nó đòi. Con nhà mình là cao 1 mét mấy anh? Nó tầm cỡ 1,4 m thôi chứ cũng không tới 1,5 m Có đâu. mét bốn mấy hả? Dạ, cỡ 4 m. Nặng nhiều ký ạ? Bé này chắc không phải là cỡ 54 kg đủ rồi, bé nó cũng hơi Nước tròn, da trắng như trong hình không anh? không nước da bánh ít đó, hơi đen Cũng ngâm ngâm ha, ngâm ngâm da trâu đúng không ạ? rồi, đeo cái kiến kiến cận tại mắt bé rất yếu. Anh đang sợ nhất điều gì? Thì cũng như em sợ là với dụ dỗ là đưa qua cam thôi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai,
Cái thứ hai thì ở đây mình thấy bé giờ đi thời gian cũng lâu nhưng mà bé mình nó cũng ngoan, nhắn tin với gọi điện là cũng phải trả lời thôi, đâu cái này là mắc hút luôn thì mình Anh cũng có phải lo. sợ rằng cái điều anh vừa nói là em đồng ý là sợ bị lừa qua cam, nhưng cái thứ hai anh có sợ rằng là bé nhà mình bị đưa vào những nơi làm việc nhạy cảm không lành mạnh không? Dạ khó chứ. Rất sợ đúng không ạ? Chỉ có hai trường hợp đó thôi anh ạ. Nếu mà con nhà mình thực sự mà ngoan ngoan hiền lành, nghe lời cha mẹ, lễ phép, kính trên nhường dưới, không có cái lý gì mà bỏ nhà đi lúc 1 giờ mấy khuya, và thậm chí rằng đi lại viết tin nhắn về là 3 năm con mới về, trong khi đó gia đình kinh doanh điều kiện dư sức để lo cho các con, không có thiếu thốn gì, đúng không ạ? Là anh thấy vô lý chưa? Tới giờ phút này em phải nói là không 100% thì phải 99,9% là con nhà mình đã sập bẫy, mà chưa biết đó là cái bẫy như thế nào thôi. Không, tại nó đi thì tụi em có điều tra kiếm từ bạn bè cái này nọ tùm lum, thì biết cháu là có một thằng bạn học thời cấp 2 cũng có xuống nhà chơi mấy lần là chở đi, Là hôm đó trở đi. đúng rồi, Bạn nó tên gì? đó là trên Lê Hiếu Trung, Quê quán. quê quán là ở quận 8 nhưng mà giờ ở huyện cư trú á, ở hiện tại giờ á là cũng đang ở cùng xã luôn, Là ở nhà mình luôn hả? gần đó cách đó có mấy cây Mình số tới nhà chưa? cũng tới nhà rồi, Rồi thanh niên đó đâu rồi? nhưng mà bây giờ bé nó cũng điện thoại và liên lạc không được luôn, tắt Tức máy. là thanh niên kia là trai đúng không? Trai Mình hỏi thanh niên kia, thanh niên nói sao? tắt máy luôn, số Ừ. lạ là không nghe thì Vậy là đó, thanh niên đó vẫn không có ở nhà. không có nhà, phải có nhà thì cũng Vậy phải là có, đêm hôm đó là chính cái người thanh niên đó chở đi. đúng là chính người đó đi, nhưng mà bây giờ kiếm lên cái nhà mà bạn trai mới quen sau này tháng mấy á, thì cũng tìm ra nhà luôn, mà bạn đó bây giờ cũng bỏ nhà đi giống vậy luôn, mà bây giờ cũng điện thoại liên hệ không được, mà nhắn tin nữa thì Mình có, tới mình có nói chuyện với người lớn của mấy bạn đấy không? dạ có chứ, Người lớn người ta nói sao? rồi công an rồi lên kiếm đó, thì bây giờ người ta nói cũng như nó nói nó đi làm ăn xa vậy đó, chủ thì đầu còn gọi được không cho nghe máy Mình có đó. hỏi người nhà rằng là cái tính tình cũng như là thanh niên này như thế nào không? Có ngoan hiền hoặc là như thế nào Không thì đây chung thanh niên mà chắc nó cũng hơi bực chợt tí xíu, nhưng mà mấy ngày cũng hiền, hút chích thì không có. Vậy là anh trình báo cơ quan chức năng và bên cơ quan chức năng công an cũng đã tới nhà làm việc rồi. Dạ đúng rồi. Cái này thì phần trăm rất lớn. Chỉ có hai trường hợp. Một là bị lừa bán vào động, đưa vào những nơi làm việc trá hình, hai là bị lừa qua cam. Chứ nó mà hai đứa mà thương nhau, nó mà đi ra bên ngoài làm thì không có lý gì mà không liên hệ về, Đúng rồi, em cũng sợ tình trạng đó đúng không ạ? Chứ ví thôi. Không dụ nó... là còn một người nữa, một người cũng như là bạn trai đó. Cái thằng này là ở trong xóm đó, là bạn học, kia là bạn trai cũng đi luôn. bạn trai là người yêu hay là bạn bè thân thiết hay như thế Chắc mình nào? cũng nghĩ là cũng mến và thương nhau, quen anh này chắc cũng có tháng, cả được tháng ngoài, Trước đó gia đình nhà mình có biết cái chuyện đó thì nói chung bạn đó thì mình cũng không biết đâu, nói chung là con mình nó xuống nhà rồi nó ngồi nó chơi thì mình cũng có nói chuyện một hai lần đó, không? Cái chuyện tình cảm của con nhà mình có xen vào cấm cản gì không? không có cấm gì, nói chung bạn trai của nó tới nhà chơi mình cũng vui vẻ niềm nở đàng hoàng, Là không có cấm, không có cấm không có cấm thì cứ. chẳng có cái lý do gì mà hai đứa phải trốn đi hoặc là như thế nào hết. Cái này có cái một cái dấu hiệu gì đó bất ổn Thì anh ạ. đó thì mình cũng thấy có dấu hiệu, nói chung là ở nhà thì lo lắm, không gặp con thì cứ suy nghĩ tối ngày, nghĩ ra đủ thứ chuyện hết đó. Làm không được, ăn cũng được mà ngủ cũng không sao, nó ngày nào cũng đi, mình phải nghĩ ra cái chuyện nào là mình phải nghi ngờ là mình phải đi cái chuyện đó, Đi để tìm kiếm cái đúng thông rồi, tin phải tin tìm tức kiếm của cái thông con. tin cho kiếm cho được bé, tại mình cũng đang lo. Anh hãy nói một cái điều gì đó với con gái của anh đi, để con gái của anh có xem được video này, dù cho đang ở trong cái hoàn cảnh như thế nào cũng phải tìm đủ mọi cách để báo tin về cho gia đình, để gia đình có cách có hướng để mà đưa con mình về. Anh nói chuyện với con đi. Ở con gái không, nay ba cũng lên tới Bình Dương nhờ đội hiệp sĩ của anh Hải, cũng như chia sẻ hình ảnh rồi cho cộng đồng mạng rồi đồ xem cho biết, nếu mà con có coi á thì con hơi con quay về đi, ba mẹ cũng không có la rầy gì con, ráo có gì về nhà nói rồi mình cùng giải quyết, con đi gì ba mẹ lo lắm, nếu mà không liên lạc được gì con nước mở nhà chết luôn. Hy vọng rằng là con gái xem được video này. Hôm nay ba của con về đây, nhờ các anh, các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương đi tìm con, thì mong rằng con đang ở phương trời nào đó. Nếu tới giờ phút này thật sự con bất an mà con bị sập bẫy của những người xấu,
thì con hãy thật bình tĩnh, con tìm đủ mọi cách, con gọi điện về báo tin cho ba hoặc là gọi về báo tin cho các chú đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 để gia đình cũng như là các chú có cách có hướng để mà giúp con quay trở về đoàn tụ với gia đình một cách an toàn nhất cho con gái. Còn nếu mà con vì là ham vui, ham chơi bên ngoài và con có một cuộc sống tự lập, có thể là con đi theo người bạn trai hoặc những người bạn khác như thế nào đó mà con không dám về, con sợ gia đình la dày hoặc là như thế nào đó với con, thì con xem được video này thì con biết rằng là cả ba, cả mẹ, cả gia đình rất lo lắng cho con, rất yêu thương con, nên mong rằng là con có xem được thì con hãy sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình. Bây giờ là ba mẹ bỏ hết công ăn việc làm, tinh thần nào nữa để ba mẹ làm đây. Ba hôm nay về đây ba rất cố gắng là ba kiềm chế, ba kiềm chế rất nhiều bởi vì là ba lo lắm, ba thương lắm, ba thật sự theo như chú quan sát là ba rất là muốn khóc rồi, nhưng mà ba cố gắng ba ghìm trong người cho con gái. Nên con 18 tuổi rồi, ba nuôi con này, ba mẹ nuôi con từ hồi mà lọt lòng, từng miếng ăn giấc ngủ này, con cứ cảm nhận đi. Ăn mà sợ con, chẳng hạn như ăn cá mà có miếng xương mà sợ con ăn là khóc, rồi con ốm đau bệnh tật ba mẹ lo cho con. Mà bây giờ là con 18 tuổi rồi, là con phải hiểu cái tình thương của gia đình nó như thế nào, nó to lớn như thế nào. Chỉ có gia đình thương con vô điều kiện, còn bên ngoài họ thương con sẽ có điều kiện, họ không tốt với con đâu, không đơn giản như con nghĩ đâu, không đơn giản như con tưởng tượng và hình dung đâu. Nên mà mong rằng con xem được video này, sớm quay trở về với ba mẹ, đừng để ba mẹ lo lắng nữa nha con gái. Cái trường hợp của anh thì anh em đã ghi nhận, thật sự mà nói không riêng gia đình nhà anh đâu, mà rất nhiều gia đình về đây trong năm 2024 anh em ghi nhận rất nhiều cái tình trạng, đặc biệt là các bé gái. Cái trường hợp mà đủ tuổi như con nhà mình là rất ít, nhưng mà cái trường hợp chưa đủ tuổi rất nhiều. Các bé dưới tuổi vị thành niên 15, 16, 14, 13 bỏ nhà đi rất nhiều. Nguyên nhân chính, em khẳng định luôn, em dám khẳng định là nguyên nhân chính là chơi điện thoại và quen biết bạn bè qua mạng, rồi bị những người xấu dụ dỗ đi. Nên mong rằng là tất cả các cô chú anh chị, các bậc phụ huynh, mình hãy quan tâm các con nhiều hơn và hãy chia sẻ cho các con em mình tình trạng hiện nay là trên không gian mạng nó lừa đảo rất nhiều, nhất là việc nhẹ lương cao, để tránh trường hợp con em mình bị sập bẫy, để rồi là nhận những cái kết thật sự là đầm nước mắt. Anh về đây thì anh thấy rồi đúng không ạ? Đúng rồi, không nhiều khi mình ở nhà chùm sớm, nhiều khi trong khu vực đó biết bao lâu luôn, đâu thấy ai mà bị mất tích đúng rồi đâu. Nhưng mà bị rồi mình lên đây mới biết. Anh lên đây là nhiều. Thực tế đôi khi rất nhiều cô chú anh chị xem anh em đăng lên thì cứ bảo là cái này là dàn dựng, nhưng không phải đâu. Nên mong rằng là các cô chú anh chị xem những cái video như vậy á, mình có thể bớt chút một cái thời gian, thứ nhất là sau bữa cơm hoặc là những ngày mà mình họp mặt con cái, mình tuyên truyền cho con cái, nó không nghe kệ nó đi, mình nói một bữa nó không nghe, hai bữa không nghe, mình nói nhiều bữa, mưa dầm thì thấm đất, lâu lâu thì nó cũng phải nghe. Để chi? Để khi mà nó gặp một cái sự việc, một cái hoàn cảnh y chang như vậy thì nó lại chợt nhớ lại là những gì cha mẹ đã tuyên truyền cho nó, để nó đề phòng, nó cảnh giác, để tránh cái trường hợp mà bị sập bẫy. Anh có điều nào anh nhờ tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng giúp đỡ gia đình nhà mình không? Thì thôi, nói chung ông đến đây thôi, đến đây thì cũng đưa lên mạng này đó rồi các thứ, thì thôi cũng nhờ các cộng đồng mạng đâu đó, lỡ mà có biết cháu ở đâu cũng chia sẻ, cũng gọi điện cho đội hiệp sĩ biết đó, thì gia đình cũng cảm ơn thôi. Bây giờ lần này cũng rối quá, nhiều khi không biết nói gì được. Dạ, bê tắc đúng không ạ? Bây giờ tinh thần đâu nữa đúng không ạ? Thầy kêu. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy bé gái như trong hình ở đâu, thì cô chú anh chị gọi điện cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải theo số điện thoại 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải biết được cái thông tin là bé gái này hiện tại đang ở đâu, để giúp bé gái này sớm quay trở về đoàn tụ cùng với gia đình. Và rất mong rằng tất cả cô chú anh chị hãy chung tay góp sức cùng với anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải xem cũng như là chia sẻ đi tìm tất cả mọi nơi, để hy vọng một ngày gần nhất anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ tìm kiếm được thông tin của bé cũng như là giúp bé quay trở về đoàn tụ với gia đình. Cuối video thì em không biết nói gì hơn, thì chúc cho gia đình nhiều sức khỏe, và cái điều đặc biệt con gái của anh sẽ quay trở về một ngày gần nhất, dù cho bất kể trong hoàn cảnh nào nhé. Thì hôm nay anh về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái. Anh có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái mình không? Vậy thì thôi không lên, thôi hơi lên thì cũng nhờ cộng đồng chia sẻ là chỗ này chỗ kia cho có ai biết thì chỉ cho cháu dùng. Dạ rồi, có thể giới thiệu anh tên là gì?
Nguyễn Văn Nhơn, anh là quê quán ở đâu đây? Hiện giờ thường trú trên xã Cây Trường 2, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Tỉnh Bình Dương. Anh là người gốc quê nào? Gốc là ở Quảng Trị, Hải Lăng, Quảng Trị. Dạ. Hôm nay anh về đây nhờ đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp anh chuyện gì đây? Nhờ tìm dùm bé gái là nó sinh năm 2009 là Nguyễn Thị Bích Thủy, 15 tuổi. Ở nhà nó còn cái tên là Lina hay gọi là bé Na. Na, Na Bích Thủy đúng không ạ? Bích Thủy là tên đi học. Dạ. Con nhà mình còn đi học không anh? Nó cũng nghỉ học nay cũng cả năm rồi. Hết lớp 7 nó nghỉ. Bé bỏ đi ngày nào đấy anh trai? Nó không nhớ ngày, mình nhớ là cái thứ 7 trước á, nay là hơn 10 ngày rồi. Sao bé bỏ đi? Nó không phải bỏ đi, tức là có bạn bè rủ đi chơi á. Dạ. Rồi nó xin mẹ nó là tôi đi làm, tôi không có ở nhà, về tới hỏi nó đi rồi. Con nhà mình là bây giờ là hiện tại là không còn đi học. Không. Bé ở nhà bé có đi làm công việc gì không? Không, ở nhà thì tôi đi làm hồ, thì nó ở nhà nó nấu cơm, giặt đồ vậy đó, coi nhà vậy thôi. Dọn dẹp nhà cửa, đúng không? Ừ. Anh được mấy người con? Hai đứa. Bé này là con thứ mấy đây? Bé là thứ hai, một thằng con trai 206. Dạ. Anh có thể kể cái chi tiết cái sự việc hôm mà con nhà mình đi với bạn là như thế nào? Và bạn đó tên gì? À, kể thì kể lại mấy đứa bạn nó kể lại thôi, chứ còn tôi đi làm tôi có nhà. Là con bạn học của nó nói là con thấy anh Cảnh á, thằng chở nó đi á, anh đứng ngoài đường á, anh kêu Na đi chơi. Thì con thấy vậy con khuyên Na ở nhà đừng đi, rồi Na nó đi thôi chứ con cũng biết nó làm sao. Hôm đó con nhà mình đi có mang theo thứ gì đi không? Nó đi áo quần thì nó mặc quần đen, áo gió xám với cầm theo một cái máy tính bảng bị nứt cái màn hình. Mình có biết cái bạn trai tên Cảnh đó là quê quán ở đâu không? Cũng không biết luôn. Bạn bè trước giờ là có từng tới nhà mình chơi chưa? Chưa luôn, cũng chưa thấy cái thằng đó nữa. Thường thường là anh đi làm hồ là sáng đi tối về hay là như thế nào? À, hiện nay thì làm gần nhà, từ sáng đi trưa về nhà. Còn bà xã của anh là làm công việc gì? Ở công ty Betco Vina, khu công nghiệp 1 Bình Phước, Trân Thành. Vậy là nhà mình hiện tại là đang ở trọ hay là ở... Ở nhà, ở nhà. Là nhà đó nhà của mình luôn đúng không ạ? Nhà ở năm 78 cái giờ. Dạ, con nhà mình ngoan không? Ở nhà thấy nó hiền đâu, có quậy phá gì đâu. Nó ở nhà cũng giặt đồ được, lo gì nhà này, ngon ngoan lắm. Nó xài điện thoại nhiều lắm đúng không anh? Nó bấm điện thoại nhiều lắm đúng không? Thì thấy ở nhà rảnh nó cứ cái máy tính bảng nó bấm chơi hoài vậy đó. Con nhà mình thường thường là hay tâm sự với ba hay là với mẹ? Không, nó không có tâm sự với ai hết á. Tới việc làm mà làm hết việc làm này thôi. Tính cái của con nhà mình là sâu lắng hay là sôi nổi? Nó mình cũng hiểu, nó dạng là nó hơi vô tư đó, tính nó vô tư lắm, vô tư hồn nhiên đúng không ạ? Nó không có suy nghĩ gì hết á. Trước giờ bé đã từng bỏ đi như vậy lần nào chưa anh? Chưa, lần này lần đầu tiên. Trước cách đây 2 tháng này nó xin ba cho con đi chơi đám giỗ của bạn ngoài Lê Uyên. Yeah. Là cũng gần nhà để chơi 4 ngày, thì gọi nó cũng bắt máy nói chuyện đàng hoàng, bây giờ gọi không được. Bạn đó là bạn như thế nào? Cái lần đi đám giỗ thì bạn học cùng trường á. Bạn học cùng trường mà đi 4 ngày cơ hả? Mà xã Lê với xã cái trường thì cách nhau cũng 8-9 cây cũng gần. Thì gọi nó bắt máy, anh nó gọi bắt máy trả lời em đang chơi ở đây. Thì gia đình nhờ là rửa chén đồ dọn dẹp phụ. Vậy là con gái mình đi từ bữa tới giờ là có liên hệ với gia đình không lần này anh? Gọi nó không được mà nó không gọi về. Anh đang sợ nhất điều gì đây? Chỉ sợ là nó luôn nó không nông nổi, nó không biết rồi ai nói nó cũng tin nữa, đi càng ngày càng xa ra đó. Sự việc này anh đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa? Có báo công an xã rồi. Dạ. Mình có đi tìm con không anh? Bây giờ đi tìm giờ nhờ anh em thôi chứ giờ tôi không biết đường đâu đi tìm. Tức là bữa giờ chưa có đi tìm đâu hả? Không có đi tìm đâu hết. Anh làm gì đấy? Không, anh coi tin nhắn. Dạ. Vậy là từ ngày tới giờ là gia đình nhà mình chưa có đi tìm đúng không ạ? Chưa. Chỉ báo công an, nhờ công an hỗ trợ. Giờ mình ở nhà mình đợi tìm con thôi. Nhà nhà đợi cho biết đâu tìm. Tất cả các mối quan hệ bạn bè của con nhà anh mình có biết không? Thì nó có một đứa bạn rất là thân. Anh cầm tấm hình hẳn hoi lên cho em. Anh có hỏi chưa? Thì có hỏi, con bé nó có thông tin vậy đó. Nó nói là anh Cảnh nó nói là đừng có báo công an mà cũng đừng có nói gì hết. Giờ ta đưa nó về nhà tao sợ ba mẹ nó đánh. À, rồi lâu chưa anh? Cái tin nhắn đó cách đây cũng mấy ngày rồi, 4-5 ngày gì rồi. Bé nhà mình nhiều bạn thân không anh?
thì thấy tới nhà chơi chỉ có một con bé, bé Thanh Thùy một đứa thôi. Vậy là anh cũng ít quan tâm con đúng không? Đi mình đi làm tối ngày chắc ít làm thời suốt gian. À đúng không? Còn bạn bè nó mình không có để ý, mình chưa để ý với cái việc làm ở nhà nó làm sao sao thôi. Anh hãy nói một cái điều gì đó với con anh đi, để con anh xem được video này, thấy anh đi tìm để con anh sớm quay trở về. Giờ thì cũng mong cho con nó trở về, chứ bây giờ con đi vậy thì cũng đâu có lợi ích gì bản thân con đâu, mà ở nhà thì mong đợi. Nếu con đi cũng đâu có được lợi ích gì cho con đâu. Anh nói chuyện với bé đi, để cho bé hiểu đi. Bây giờ nói ngắn gọn vậy cho biết nói gì giờ. Ở nhà là bé mến ai nhất? Bé đó. Là bé thương ai nhất, mến ai nhất? Thường thường nó hay đi chơi xa, đi về ngoại chơi là hay đi với mẹ. Chắc ba ít quan tâm này. Ba với anh nó thì nó ít có lui tới lắm. Đúng không? Ủa là ít lui tới là mình ở riêng hả? Tức là nó ở cái phòng, có cái phòng nhỏ bên ngoài á. Nó ở ngoài nó chơi mình nó. Là giữa anh và bà xã anh vẫn còn bình thường chứ đúng không ạ? Bình thường. Dạ. Bà ít, tôi có thể là ít tâm sự với con, cũng như là ít quan tâm, nên mà con có thể là ít chia sẻ với ba. Đôi khi những cái mối quan hệ hoặc là con có những cái câu chuyện như thế nào đó, chứ sao mỗi lần mình ngồi nói chuyện với nó cái nó bỏ đi. Bỏ đi hả? Trong thời gian vừa qua anh có xem nhiều video của anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải lên không? Anh có xem nhiều không? Cách đây mấy tháng không có xem. Anh thấy cái tình trạng các bé lứa tuổi giống con nhà mình bỏ nhà đi nhiều không? Cái đó cũng nhiều, coi trên clip của Nguyễn Thanh Hải thấy cũng nhiều đó. Anh biết nguyên nhân chính là gì không? Là nguyên nhân chính là tôi thấy đa số là bồ bịch yêu đương rồi dẫn đi. Từ đâu mà bắt nguồn tới bồ bịch là anh biết không? Từ đâu không? Mình nghĩ là chỉ có bạn bè đi chơi chung, học chung vậy đó. Từ chiếc điện thoại anh ạ. Nguyên nhân chính là từ chiếc điện thoại. Ừ. Đúng rồi, bắt đầu điện thoại tin nhắn tin đôi đó. Chơi trên các trang mạng xã hội, rồi bị bạn bè rủ dê bỏ nhà đi. Tới giờ phút này thì con nhà mình đi là trên dưới 10 ngày. Trên biết 10 ngày. Đi đâu về đâu như thế trên nào. 10 ngày. Và mình chỉ có cái thông tin biết rằng là một người thanh niên tên là Cảnh chở đi. Cảnh đi xe 69. Anh hãy nói một cái điều gì đó với cái người thanh niên. Nếu thật sự tới giờ phút này mà đang chở con gái nhà mình đi thì hãy mau đưa con gái nhà mình về. Mình nói đi. Cũng không biết nói cái gì nữa. Không biết nói gì luôn hả? Ôi trời đất ơi. Mình thật sự là bản thân anh là không, bây giờ phút này là anh không biết nói gì, mà không biết nó là loại người gì, là lao động hay là công ty hay là làm cái gì, cũng chưa biết gì để nói cho được nữa. Anh có sợ lần này con anh đi bị sập bẫy đưa vào những nơi làm việc nhạy cảm không? Thì tất nhiên cũng có lo sợ mới xuống đây đây. Đúng ra là mình phải đi tìm, con nhà mình bỏ đi 15 tuổi là 14, 15 tuổi là mình phải đi tìm rồi. Đúng không anh ạ? Không biết đâu mà tìm. Không có cái chuyện mà mình ngồi ở nhà để mình chờ. Không biết thì phải đi tìm. Em thấy anh là có vẻ là anh thiếu quan tâm con rất nhiều. Anh cứ mải mê công việc. Tất cả công việc của anh cũng như của bà xã anh đi làm đều phục vụ cho gia đình. Nhưng mà tới giờ phút này là con mình đi là mình rất lo. Mình phải lo anh ạ. Tức là lúc đi là báo công an xã liền. Thì công an xã hội ghi vô đó. Hy vọng rằng là con gái xem được video này, thấy ba của con về đây nhờ các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương đi tìm con, thì con đang ở đâu đó, con hãy sớm quay trở về. Ba mẹ không có la gì con đâu. Nếu mà con chót dại mà con lỡ đi theo bạn, theo bè mà con sợ ba mẹ la dày gì đó, thì con cứ mạnh dạn con cứ đi về. Ba mẹ sẽ bỏ qua hết tất cả, là không có la dày gì con. Nhưng mà nào giờ có đánh nó lần nào đâu. Tức thì la con làm gì kỳ vậy, nói mình đấu sơ sơ thôi. Đâu có giờ đánh nó đâu. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy bé gái trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp tìm kiếm thông tin của bé gái, để giúp bé gái sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Có thể là những ngày qua bé gái đi như vậy sợ về ba mẹ la dày nên mà không dám về, nhưng mà em hy vọng rằng sau video ngày hôm nay thì con gái của anh xem được sẽ sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình anh nhé. Thì hôm nay anh về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con. Anh có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này, hình ảnh của anh cũng như là của con gái của anh lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con? Có đồng ý. Dạ. Rồi em xin phép chào anh. Em cũng chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.